lùi đây, lùi đây. Đó lại. Này nó vướng cái sợi dây điện biết. Góc rồi. Khán giả đông quá tràn vô sân hết luôn.
ngoài đây mà bây giờ vô ra khó cửa. Chỗ nào? Khó cửa. Khó cửa. Khó cửa. Khó cửa. Tốt lắm. Đá mạnh vốn vô rồi chứ. Vô. Vô. Xích chút nữa. Tỷ số là 3-2 dành cho các đội đang 3-4. Rất bất ngờ. Bây giờ thì các đội áo đỏ buộc phải dâng lên. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Xuyên qua hàng rào của tiếng nè. Tỷ số là 3 đều. Quá căng dành. Chỉ cần một kết quả hòa thì các đội áo đỏ sẽ lên ngôi. Và để tiền cho các em sân thi đấu đang rất mong muốn các cổ động viên lùi ra bên các đường quân dân một mét. Tốt lắm. Thả banh.
anh. Lanh chân với lại khán giả lắng quá. Quên. Gáp rồi, gáp. Gác lại quả chứ. Gác lại rồi, nó gác lại. Không qua rồi. Không qua. Rồi sai lầm với cái banh nó đâu vô. Tỷ số đang là 4-3 dành cho các cầu thủ Nam An 2. Rồi năm biên rồi. Đá rồi ăn sao ngọt cần. Đi thôi nha. Báo là không còn nhiều. Đá qua. Go. Lại một lần nữa anh muốn có rồi. Tiếp tục con gáp vậy. Dựng từ đông đá con gáp liên tục của cá thủ Nam An 2. Chết
Đàn Khoa rất cố gắng. Rất lưu. Giờ chưa? Chưa. Chưa vậy gần hết giờ rồi. Hết giờ. Đây khách này chứ còn quen ra quen luôn. Đây ủa vậy tôi chết có nào? Giờ đấy mình nấu nữa. Giờ ăn hết giờ rồi. Buộc thấy người hai đá nữa thấy người nào. Giờ đá khó vô lén. Giờ điếu xuất hết rồi. Giờ bên xanh lên lanh chứ bộ. Hết giờ, hết giờ. Đâu giờ nữa. Chầu nước, chầu nước. Vậy là lớp 5 2 tháng phải không? 5 2 vô địch phải không? À, 5 2 tháng. 5 2 là ổ đỏ. Bốn ba mà không rửa nấu mà rửa hết nấu rồi. Khán giả hâm mộ đây. Đó, táo đây là Thái nha. Thấy chưa? Quay vô thì Thái đây hè á hả? Hả? Thái quay hè á. Thái đây. Ủa vậy chưa hết giờ mà. Chưa. Nó vậy là nó hậu ấy gì nó kéo dài là... hậu ấy nó kéo dài thời gian á. Đâu đâu chặt mắt. Ừ. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Hết giờ. Hết lên ngồi rồi mà. Rồi, kết thúc rồi. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Hết giờ. Niềm vui của năm 2 là nỗi buồn của A4. Tất tốc rồi. Anh đã đẩy luôn. Vậy à, còn anh khép nữa chứ. Khép.